temblaré. Gran cuerdón de olendo haré, yo con santan cuerdo haré. Nước ngàn mới, những cánh chim bay, xin giữ non sông, khó phải sầu thương. Trời Việt xanh hai, quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa, bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa, gió mùa kinh hoàng. Yêu công gió cùng trời thân yêu anh bay xa mãi tình đàn chiếc đi nhớ quê nhà chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 712-775-8118 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 29 tháng 12 năm 2018, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống FanTalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Nguyễn Hoàng xin kính chào anh Phan Đình Minh ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng. Chúng ta gặp nhiều trở ngại kỹ thuật nhưng mà chúng ta bắt đầu chương trình được thưa anh. Tháng 12 của năm 2018 đã sắp qua và chỉ còn ít ngày nữa thôi là mọi người trên hành tinh trái đất này chào đón năm mới của nhân loại năm 2019. Ta tân tình một đôi dòng về những ngày cuối năm đi thưa anh Nguyễn Hoàng. Vâng. Trải qua cuộc đời, mỗi người sinh ra trên thế gian này đều có tính độc nhất. Tôi là tôi, anh là anh, chứ tôi, chứ anh không thể là người khác được. Cũng chẳng có ai trên đời này có thể thay thế được chỗ đứng của tạo hóa đã dành cho tôi, cho anh. Tính độc nhất, trong chúng ta ai cũng biết cả, nhưng ít bao giờ chúng ta để tâm đến và sống chiều kích ấy một cách toàn vẹn. Anh biết tôi cũng như anh, chúng ta chẳng cần phải đeo mặt nạ, chẳng cần phải giả vờ, hãy chẳng cần phải gắng gượng tìm một cái gì đó thật đẹp để tô vẽ cho bản thân. Chương trình từ cánh đồng mây và đài, chúng ta biết rằng chúng ta không sống hai lòng, không hai bộ mặt, không hai con tim, không thay đổi cách ứng xử như trong chóng, không tìm cách để hùa theo đám đông, không ép mình để làm theo sở thích của người khác. Tôi là tôi, hệt như con chim trời thỏa sức xoải cánh bay chơi đùa với những cánh đồng mây. Tôi khẳng khái nhìn ra những tài năng của bản thân và dùng nó để giúp mình được triển nở, cũng như để cống hiến cho xã hội. Người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây hôm nay cũng có cái tôi của tạo hóa dựng nên, có tính cách độc nhất, không sống hai lòng, không hai bộ mặt. Cũng khẳng khái nhìn ra tài năng của bản thân mình mà để giúp cho xã hội, cũng như cho xã hội. Từ thành phố Dallas, tiểu bang Texas, xin gửi lời chào đến Linh Mục Nguyễn Văn Toản, giáo sư Thái Hà, thành Thăng Long, Hà Nội. Thưa cha, nước cha Toản nghe được con ạ. Anh nghe được anh ạ, chào anh nghệ sĩ Phan Đình Minh nha. Cảm ơn cha quá, gặp nhiều trở ngại khó khăn, bây giờ chúng ta nói chuyện với nhau được. Thời tiết Hà Nội tốt không cha? Dạ vâng. Thưa anh Phan Đình Minh và quý tác giả của chương trình Cánh Đồng Mây trên đài Sài Gòn Dallas, Hoa Kỳ. Thời tiết Hà Nội hôm nay là lạnh và mưa phùn anh ạ, rất là khó khăn. Thời tiết ở miền Bắc Việt Nam vẫn đang xấu. Tại vùng núi có thể xuống tới 4-5 độ gì đó. Ở Hà Nội thì cỡ khoảng 10 độ, 10 độ C. Thế cho chúng ta mới mừng Chúa Giáng sinh được mấy ngày. Trong mùa Giáng sinh, chúng ta có niềm tin hòa bình, niềm tin tình yêu và hy vọng.
con nghĩ là hòa bình chúng ta ở nước Việt Nam đã có rồi. Hy vọng người Việt Nam lúc nào cũng có hy vọng cả, nhưng có hai điều thiếu vắng, đó là niềm tin và tình yêu. Người dân không biết tin vào ai, và người dân mong những người cầm quyền yêu mình, nhưng không ai yêu người dân cả. Điều suy nghĩ của con về mùa Giáng sinh năm nay như vậy có đúng không, thưa cha Toản? Vâng, thưa anh Phan Đình Minh và quý khán thính giả của chương trình. Quả thật là Việt Nam đã có hòa bình theo nghĩa là không có chiến tranh. Nhưng mà hòa bình ở trong lòng của con người, của mỗi người thì dường như là thiếu vắng. Anh nói là ở Việt Nam người ta chẳng biết thứ hai cả, điều đó là rất chính xác. Sự giả dối lan tràn mọi ngõ ngách, mọi khía cạnh của cuộc sống. Cho nên là tin tưởng nhau ở Việt Nam, đó là một điều gọi là rất là hiếm. Cho nên trong ngày đại lễ Chúa Giáng Sinh, với sứ điệp của hòa bình, của tình yêu mà Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại, nó khơi lại nơi lòng của con người sự thiết tâm mà Thiên Chúa ban cho những ai mở lòng ra đón Ngài. Dạ, như anh nói, đó là rất chính xác đấy anh ạ. Thưa cha, theo tâm lý chung, nếu được quyền lực trao vào tay một cách tuyệt đối cho một người nào, hay cho một đảng nào, một người cầm quyền, đảng cầm quyền nào, thì cái người đó hay cái đảng đó chỉ sinh ra kiêu ngạo và xa với đường chính. Các tư tế ngày xưa hay các thượng lão ngày xưa cũng như vậy. Họ thấy ông Giê-xu ra đời đã làm đảo lộn lại sinh hoạt của những người này và người Do Thái. Người ta chờ một người để lãnh tụ đến để cứu họ khỏi áp lực của đế quốc La Mã. Khi thấy ông Giê-xu ra đời làm như vậy, họ đã đè ông ra vào đóng đanh. Còn so sánh với những người ở trong nước bây giờ, những vị tu hành bây giờ, cũng là những điều tốt cho người Việt Nam, nhưng nó cũng đè ra đóng đanh. Một trong những người bị đóng đanh đó là Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Cái điều suy nghĩ của con về hai thời đại lúc Đức Chúa Giê-xu và thời đại của các linh mục hay các thượng tọa trong Việt Nam bây giờ, tâm tình con như vậy có đúng không, thưa cha Toản? Vâng, thưa anh Bình Minh và quý khán giả, câu hỏi của anh em nhớ tới sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco trên ngày thế giới hòa bình sắp tới đây ngày 1 tháng 1 năm 2019. Ở trong đó, Ngài cũng nói rằng chỉ nghe là thân thế cơ bản để kiến tạo cộng đoàn xã hội, những công trình của con người. Nhưng khi những kẻ thi hành chính trị không thực thi chính trị như một công tác phục vụ tập thể con người, thì nó có thể trở thành một dụng cụ đàn áp, gạt ra bên lề, và thậm chí nó còn được dùng để tàn phá đấy. Thì đây cũng chỉ là vấn đề chính trị sự cai quản của một đất nước, mà kể cả trong giáo hội cũng vậy. Sự phục vụ mà Thiên Chúa đòi hỏi những người gọi là mục tử, các vị mục tử trong giáo hội luôn luôn phải coi như Chúa Giê-xu. Ai làm đầu làm lớn phải là người phục vụ, phải là người đốt hết, còn không sẽ trở thành những kẻ trêu nhạo, những kẻ trêu mạo. Và Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài nhấn rất là mạnh gọi là cái giáo trị trong giáo hội công giáo, và không thể chấp nhận trong một thế giới cũng như là trong giáo hội ngày nay để loại bỏ cái kiểu cách đó, và phải hạ mình. Đúng là Đức Giê-xu nhập thể làm người, Ngài dạy cho con người và những ai đi theo Ngài một bài học đó. Tâm tình của cha, con xin được có cái nghĩ là người mục tử phải thương đoàn chiến của mình. Người thực sự yêu thương mình sẽ không bao giờ bỏ rơi mình dù bất cứ ở hoàn cảnh nào. Còn lại chỉ là giả dối, đồ đẻo, đồ lừa gạt. Dù có là thầy tư tế, thầy thượng tế hôm qua hay là linh mục với ông cha nhà thờ ngày hôm nay cũng vậy thôi. Nếu không thương những người mình thương,
Cha có đồng ý với con về cái điều suy nghĩ này không, thưa cha Nguyễn Văn Toản? Vâng, em rất là đồng ý với anh. Cái sự cơ bản là như vậy, cơ bản như vậy. Trong đời sống tu trì, các chức sắc, như gương của Chúa Giêsu và Chúa Giêsu dặn dò, đó là đến để phục vụ, không phải để được phục vụ. Nếu mà để được phục vụ thì đi ngược lại với lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Nhưng mà trong cuộc sống và trong thế nào là phục vụ và thế nào là hy sinh, đôi khi trong những cái trường hợp cụ thể nó lại rất là khác biệt trong cách suy nghĩ của mọi người. Chúng ta nhớ lại Đức nguyên tổng giám mục Du Xe Ngô Văn Kiệt tại Hà Nội khi năm 2008 ngài phát biểu giữa hội trường của Ủy ban thành phố Hà Nội, tôn giáo là quyền chứ không phải sự kinh doanh. Và ngài nói đến việc mà người Việt Nam đi ra nước ngoài nhục bởi vì người ta coi thường người Việt Nam. Cái điều ngài nói đó, đó là một sự rất thẳng thắn, một sự thẳng thắn đối với nhà cầm quyền. Ngài bảo vệ bản chiên, bảo vệ phẩm giá của con người, nói lên cái thực trạng của xã hội. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó thì cũng rất nhiều người nói rằng đó không phải là sự khôn ngoan. Nhưng mà có khi nói người ta nói tới sự khôn ngoan của người đời, còn sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì không có sự lèo lái và không có phải là một sự nửa sự thật. Vào dịp vừa rồi khi mà mới đây đoàn du lịch 153 người sang Đài Loan, thì ngay sau đó 152 người đã trốn và ở lại. Và có những bài viết người ta nói rằng ý lại lời của Đức Nguyên Tổng Giám Mục Du Xe Ngô Văn Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội nói vào năm 2008 thì quả thật người Việt Nam đang bị đối xử và bị khinh thường giữa các nước, bởi vì thực tế là những hoàn cảnh của Việt Nam, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã làm cho đất nước này đi xuống mà không còn ai coi trọng mình nữa. Dân thì khổ cực, phải tự mọi cách để mà ra đi như vậy. Thế cha mới đây, cách đây con nghĩ là cha cũng dâm thế lễ nửa đêm hoặc là ngày Giáng sinh, chắc chắn giáo sư Thái Hà vang lên tiếng hát đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lửa. Máng lửa là nơi để dành cho loài vật. Với mỗi người, ngay cả những ai không tin đều thấy thương cảm cho một gia đình không có mái nhà, không có nơi nương tựa, đều ấy như lời mời mở rộng tấm lòng tình thương. Với những người có lòng tin như cha như con thì hài nhi đặt nằm trong máng cỏ là dấu chỉ không thể nào quên, dấu chỉ vô giá, là dấu chỉ không thể dò thấu về ánh mắt của Thiên Chúa. Cha bước ra ngoài đường giáo xứ Thái Hà, cha thấy nhiều người lang thang bất hưởng, nhiều những đứa bé giờ đi học phải đứng bán vé số ngoài đường, những trẻ em không còn tình nghĩa con người và giáo dục đã dành những chữ không thể nói chính chân chính đại được. Cũng có những người sống trong mái nhà sang trọng nhưng không phải là nhà, vì tình người nơi đó đã héo tàn, thậm chí đã chết. Mỗi lần mừng Giáng sinh khi con nhắc lại như vậy, có làm héo hon tâm hồn của linh mục Nguyễn Văn Toản hay không thưa cha? Dạ vâng, cảm ơn anh Phan Đình Minh. Và quả thật là sự thật là giải phóng chúng ta. Kinh Thánh nói rất rõ, sự thật giải phóng chúng ta. Không có gì mà phải buồn trước hiện trạng thực tế đó. Chúng ta luôn luôn, và đối với người Công giáo thì luôn luôn được mời gọi phải sám hối trở về. Đó là điều cốt lõi của tin mừng. Anh em hãy sám hối và đón nhận tin mừng. Tin mừng là sự thật, là sự sáng và là sự sống. Ngôi lời là Đức Giêsu được Thánh Gioan diễn tả, ngài là sự sáng và sự sáng là sự sống. Ngài đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận thì ngài cho trở nên con cái Thiên Chúa.
nếu mà người tin, chúng ta là người tin, được gọi là con cái của Thiên Chúa, thì chúng ta phải đón nhận sự thật và sự sáng của Thiên Chúa. Chính điều đó sẽ giải phóng chúng ta và làm cho chúng ta hạnh phúc thực sự, làm cho chúng ta có niềm vui thực sự, chứ không phải là sự hạnh phúc và niềm vui mà qua sự thỏa hiệp đối với chúng ta, sự thỏa hiệp đối với thế gian và niềm vui là sự thỏa hiệp, thì đó không phải là niềm vui và hạnh phúc của Thiên Chúa mong muốn cho con cái của mình. Đó không phải là niềm vui và hạnh phúc vững bền thực sự. Đó, niềm vui đó và hạnh phúc đó, nó không mang tới sự sống đích thực cho con người, không mang tới hạnh phúc đích thực cho con người, mà đôi khi nó mang tới sự chết, sự chết chóc. Đôi khi nó không xảy đến ngay với thân xác của mình, nhưng nó có thể xảy đến với thân xác của những anh chị em đồng loại, là những con người nghèo khổ, những người bị giặc cắt trên đời xã hội. Nhưng mà nó cũng làm cho tâm hồn của mình, lương tri của mình cho nên không có gì để biện. Cảm ơn anh. Dạ. Linh mục Nguyễn Văn Toản đi rao giảng tin mừng của Đức Chúa Trời. Chỉ có hai điều người dạy và cha đi rao giảng, đó là kính Chúa và yêu người. Có kính Chúa thì mới thảo hiếu với cha mẹ, ông bà, mới biết ơn nơi mình sinh ra. Có yêu người thật sự thì không làm chứng dối, không làm tổn thương, không tranh giành, không ghen ghét, không ăn cướp. Nguyễn Văn Toản đi giao giảng tin mừng này ở một nơi mà người ta không kính Chúa, không yêu người, chủ nghĩa tam vô. Những điều này Nguyễn Văn Toản có bao giờ nghĩ là những điều giao giảng đấy là đàn gãy tai trâu không thưa cha? Vâng, thưa anh và thưa quý khán thính giả, đối với đức tin Công giáo và đối với bản thân của tôi cũng vậy, luôn sắc tín về sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng của mỗi con người. Cái Thiên Chúa cho mỗi người được hiện diện trên thế gian này, trên mặt đất này, thì Thiên Chúa đã đặt để ở trong cõi lòng của con người, lời luật của Ngài, đó là lương tâm, chúng ta gọi là lương tâm. Cho dù người ta có như thế nào đi nữa, người ta có nói người ta là vô thần, người ta có nói là người ta không tin vào Thiên Chúa, hay là có những người thì coi là xấu, rơi vào tình trạng tồi tệ, khôn ngoan độc ác, thì nơi sâu thẳm của con người ta đó, người ta vẫn có lương tri, và lúc nào đó khi đụng chạm đến lời của Thiên Chúa, khi đụng chạm đến sự thật, khi đụng chạm tới tình yêu, lòng tha thứ, sự quảng đại, thì lương tri đó của con người, lương tâm đó được đánh thức. Cho nên trong một xã hội được công bố là vô thần, và như lúc nãy chúng ta đã nói với nhau là sự giả dối lan tràn, thì trong cái xã hội đó cũng có rất nhiều thành tâm thiện trí, có những con người khao khát sự thật, sự thiện, công bình, bác ái rất nhiều, không phải là thiếu vắng. Nhưng mà hệ thống xã hội và cái môi trường của xã hội nó làm cho con người dường như là đánh mất điều đó, dường như là cái sự thật, sự thiện đó, linh tâm và linh chi của con người đó, nó bị che khuất bởi sự dữ và sự ác. Nhưng mà trong một cái môi trường xã hội như thế này, lời của Đức Chúa tin mừng vang vọng lên, đẩy tất cho con người thành tâm trụ trí nó vấn nhận. Tại hay là có nhiều bạn trẻ đến, không phải vì vấn đề hôn phối hôn nhân người ta muốn theo đạo, nhưng mà tự người ta muốn tìm hiểu và muốn người ta muốn theo. Trong tuần vừa rồi, có một bạn sinh viên học năm thứ hai đang còn rất trẻ, nói đến thế hàng bảo mua sách kinh thánh, mua cuốn tư kết là học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo để tìm hiểu và muốn tìm hiểu về lẽ sống của cuộc đời, ý nghĩa của cuộc đời. Khi các linh mục giảng, cụ thể là bạn trẻ đó nghe được bài giảng, ba bài giảng tích tân của cha John Nguyễn Ngọc Nam Phong tại nhà thờ giáo sứ Đức Mẹ Chúa Giúp ở 38 kỳ đồng mùa vọng vừa qua,
Đấy, có đến thành tâm hồn, thành tâm thiện chí đi tìm lẽ sống của cuộc đời như vậy, ở bên tâm bên chi cũng chưa đại đặc thể đã cài đặt đó ở trong lòng của con người đó, để trỗi dậy khi mà được tiếp xúc với tin mừng, tiếp xúc với lời của Thiên Chúa. Và trong lớp giáo lý dự phòng của tôi đang phụ trách cũng có không nhiều, nhưng mà cũng có một số các bạn trẻ tự nhiên là muốn tìm hiểu đạo. Không phải vì bất cứ lý do gì, thường ở Việt Nam á, các bạn trẻ mà theo đạo đó thường là về vấn đề hôn nhân, xây dựng gia đình với người Công giáo, cho nên là họ theo đạo để lấy người Công giáo. Nhưng mà trong lớp giáo lý của tôi đang phụ trách đó thì cũng có một số các bạn trẻ nghe biết tin mừng, nghe loan báo tin mừng ở trên các phương tiện truyền thông mà muốn đi tìm hiểu. Cho nên thưa anh Phan Đình Minh cũng như là người quý khán thính giả, trong một xã hội như Việt Nam là một xã hội với chủ thuyết vô thần, nhưng mà không phải là không có những con người thành tâm thiện chí và tâm hồn che đá không thể đón nhận tin mừng, nhưng mà có thể đón nhận tin mừng và lời của Thiên Chúa được gieo rắc thì vẫn có những tâm hồn thành tâm thiện chí đón nhận đây. Cha có nhắc đến con người với hai chữ lương tâm và lương tri. Những người cộng sản cha đang phải sống ở nơi cha ở bây giờ, ở giáo xứ Tây Hà bây giờ cũng là con người. Nhưng có biết làm người hay không là chuyện rất lớn thưa cha. Điều quan trọng là việc cha mới nói cũng như con mới mừng lễ Chúa sinh ra đã làm thay đổi cả một bộ mặt xã hội và đem lại cho con người một lẽ sống mới từ hàng ngàn năm mà. Cái gọi là cộng sản chủ nghĩa nó chỉ có hình như là mỗi 100-300 năm đây thôi. Nó biết đấy chứ không biết đâu, nó tức là cộng sản nó biết đấy chứ mà không biết đâu. Cái điều con nói như vậy nó có quá gay gắt với một con người không thưa cha? Có quá gay gắt với những người cộng sản? Dạ. Cha nói đi. Thường nghe thì là không gọi là nó đó. Gọi là, tôi gọi là những người cộng sản là thì ở Việt Nam chẳng hạn từ công nguyên người ta cũng chẳng giải thích đó là gì. Đấy. Nhưng mà chúng ta biết thì bao giờ thì khi nói đến dương lịch, nói đến công nguyên thì cũng dựa vào Chúa Giêsu. Trước Chúa Giêsu là trước công nguyên và sau Chúa Giêsu là sau công nguyên. À, thì trong lớp giáo lý dự phòng mà khi mà em có cơ hội để nói chuyện với các bạn trẻ hay là chia sẻ với mọi người, luôn luôn nhắc mọi người rằng chúng ta tự hào là người con cái của Chúa, là người con cái của Chúa, là người biết Chúa. Bởi vì chẳng hạn như chữ viết là chữ quốc ngữ của Việt Nam hiện tại, đó là công lao của các nhà truyền giáo tới Việt Nam. Rồi là ngay cả là những người vô thần ngày nay đấy, người ta nghĩ rằng ngày Chủ nhật. Nhưng mà chúng ta biết rằng ngày Chủ nhật đó là văn hóa của Kỳ Tô giáo. Chứ chung giống vào ngày thứ nhất trong tuần. Ngày thứ nhất trong tuần đấy, các tôi hữu tiên khởi nghỉ ngày đó, mình ngày đó. Và khi các nhà truyền giáo tới Việt Nam ngày thứ nhất trong tuần đó, thật là ngày Chủ nhật. Chủ có nghĩa là Chúa, nhật có nghĩa là ngày. Gọi là chủ cũng được, gọi là Chúa nhật cũng được. Được ngày thuộc với Chúa, ngày của Chúa. Cho nên người vô thần người ta cũng đã phải và phải sống gọi là liên quan đến mà Đức Giêsu Kitô, liên quan đến là đấng mà họ gọi là tẩy trang, liên quan đến đấng mà họ coi như là không có hiện diện ở trên trần gian này. Chẳng hạn như vậy. Cha biết nơi cha ở nhà thờ cha. Cha đang cứ chú để làm thiên chức linh mục của mình. Còn muốn nhắc đến giáo xứ Thái Hà. Giáo xứ Thái Hà là cái gai trước mắt của những người cầm quyền ở Hà Nội mà. Sự việc này nó cũng vẫn còn xảy ra như vậy không, hay nó có đổi khác hay không? Chưa đâu có một cái nhà nào đó nó đòi nó lấy mà, phải không thưa cha Toản? Giáo xứ Thái Hà thì từ năm 2007-2008 lần sau đó thì biến cố của Thái Hà và tòa khâm sứ đi đâu với nhau. Đặc biệt năm 2008, năm nay kỷ niệm đúng 10 năm, 8 giáo dân của Thái Hà bị đưa ra xét xử, biến cố Thái Hà như là ngọn lửa, như là thắp lên
đối với lại phong trào mà nói lên tiếng nói của công lý và hòa bình vậy. Cho nên là nhà cầm quyền luôn luôn là để ý và theo dõi. Nhà thờ thứ hai lúc nào cũng có người canh. Thì điều đó là điều tất nhiên rồi. Nhưng mà có lẽ là người cộng sản đó họ cũng có đường lối và bao nhiêu năm nay họ đã áp dụng. Chẳng hạn như là mạnh tay thì không được thì đi cho con đường mềm mỏng hơn, rồi là con đường của mật làm rồi thuyết. Cho nên là thấy hàng không gặp khó khăn gì đâu, nhưng mà có thể là rất là dễ dàng nếu mà các lãnh đạo quan tâm thế nào lắm, chứ không có tỏ ra gay gắt đâu. Có lẽ là nhiệm vụ chính trị rồi là đường lối và phương pháp của người ta lúc này lúc kia lúc mềm mỏng, lúc đe dọa hay là lúc rất là nhiều những cái mà chiến thuật của họ đưa ra khác nhau. Hiện tại thì mặc dù Thế Hà luôn luôn gọi là cầu nguyện cho công lý hòa bình, nhưng mà cũng không có cái gì là quá khó khăn xảy đến không có gì nữa cho đâu. Còn nếu mà mình sẵn sàng thì người ta còn ưu đãi nữa là người khác. Và tất nhiên thì chúng ta cũng biết là nếu mà mình nhận sự ưu đãi của người ta đó thì là biết bao nhiêu con người khác sẽ bị trả giá, tức là những người nghèo, những người bị bỏ rơi. Và không phải là đó là một sự đánh đổi. Có thể mai ta đi uống cà phê, có công an nó ở lại nó ngồi nó gại chuyện hôm qua tôi nghe ông nói chuyện với thế lực thù địch. Chắc là một linh mục. Con cứ nghe thường như các vị nói là chúng tôi không làm chính trị, nhưng chúng tôi có quyền hành động chính trị vì chúng tôi là một người dân. Cách đây như cha nói 5-7 năm về trước hay 10 năm về trước, Nguyễn Văn Toản cũng đi xuống đường chống lại Trung Quốc cũng bị nó đánh nó giũa. Bây giờ cha đi ra ngoài đàn còn có lo có bị nó đứng đằng sau nó đập đầu cha không á? Thế cha Toản. Tại vì không vui xa năm 2016 mới đây thôi. Trên thì có lẽ là em không quan tâm tới cái chuyện người ta có theo mình hay không. Bởi vì mình xác tín rất là đơn giản. Đó là những điều mình làm, những lời mình nói là xuất phát từ cõi lòng con tim của mình. Mình xác tín đó là sự thật. Và quả thật sự thật sẽ giải bóng chúng ta như lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngày nói, chúng tôi không làm chính trị, chúng tôi làm và nói những gì liên quan đến con người, tất cả phẩm giá và quyền lợi của con người, những vinh vực phẩm giá và quyền lợi của con người, tất cả những điều đó. Và nếu mà chính trị theo nghĩa rộng thì tất cả đã đều liên quan đến con người, chúng ta không thể thoát được. Thế má, rồi là giá cả, rồi là những vấn đề của cuộc sống, về môi trường, về giáo dục, về y tế, rồi tất cả những vấn đề đó, nó vừa là vấn đề chính trị nhưng mà đó là vấn đề của con người. Và chúng ta là một công dân trong một đất nước như Việt Nam cụ thể thì đó là những vấn đề của đất nước, vấn đề của đất nước chúng ta đang xảy ra, chủ quyền của đất nước, rồi việc phát triển và những con người, anh chị em đồng bào của chúng ta trên đất nước, quyền lợi của người dân, thì tất cả đó là một nhiệm vụ của mỗi người dân, mỗi người công dân, không phân biệt anh là chức sắc tôn giáo hay là anh là không phải là chức sắc tôn giáo, bởi vì chúng ta là một người dân, chúng ta là một công dân, chúng ta là một con người, thì tất cả những gì liên quan đến con người đó là liên quan đến chúng ta thôi. Có những cái này cha trả lời ngắn thôi cũng được, nhưng mà con chỉ hỏi ý kiến của cha một chút xíu, tâm tình của cha là có những cái chuyện nó xảy ra với những người đã ở trong đảng 5-6-70 năm. Cha nghe vấn đề ông Chu Hảo, cha nghe ông đại tá Đỗ Kế Thái Kim Ngoại mà con đã mời lên chương trình này, nhà văn Nguyên Ngọc hay tiến sĩ mà con Trang, là những người đã chính thức ra chống lại những cái điều mà họ đã nhìn thấy trong mấy chục năm qua mà họ phải ngậm miệng. Những cái điều này có làm gì cha suy nghĩ gì không về những cái sinh hoạt của những người 6-70 năm ở trong đảng cộng sản hay không, thưa cha Nguyễn Văn Toản? Em thì không ngạc nhiên lắm, bởi vì đó là xu thế tất yếu thôi.
bởi vì rất nhiều đảng viên khi đã về hưu rồi thì họ cũng hành động như vậy. Nhưng mà trước đây các phương tiện truyền thông nhé, đại chúng rồi là các mạng xã hội chưa phát triển, cho nên là khi mà họ về hưu thì họ cứ âm thầm thôi thì bỏ đảng, thôi thì bỏ cái tư tưởng Marxist Lenin rồi là loại kia vào một chỗ thôi, nhưng mà một cách âm thầm. Nhưng mà hiện tại thì là các phương tiện truyền thông phát triển, mạng xã hội phát triển, thì cái vấn đề đó được nhiều người quan tâm. Đó là vấn đề rất là bình thường, nếu mà ai để ý rất nhiều đảng viên khi mà một thời gian họ là người công giáo, họ bỏ cái thanh đó. Đó, nhưng mà khi về hưu rồi thì tất cả xếp vào một chỗ thôi, thì theo Chúa thôi, trở về với Chúa thôi, thì ân thần đi tham dự thanh lễ hoặc là chống đạo thôi. Đấy, nhưng mà những các đợt vừa qua, một số các nhà trí thức ở Việt Nam thì tuyên bố bỏ đảng, tuyên bố bỏ chủ nghĩa Marxist nọ kia, thì điều đó cũng là tất nhiên thôi, không có cái gì là lạ lẫm lắm. Xin chào, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Con cảm ơn cha đã kiên trì. Hôm nay hai chú con gặp vấn đề kỹ thuật tại đài. Dù sao chăng nữa thì chúng ta cũng nói chuyện được một thời gian. Trước khi kết thúc chương trình này, con dành cho cha một đôi phút nữa để có lời chúc mừng Giáng sinh, chúc mừng năm mới đến toàn thể người Việt Nam trên toàn cầu đang nghe cha Nguyễn Văn Toàn nói đấy. Cha nói đi. Rất cảm ơn anh nha, Phan Đình Linh và quý khán thính giả của chương trình Cánh Đồng Mây. Bước sang năm mới 2019 rồi kính chúc anh chị em, anh Phan Đình Linh và quý khán thính giả của lần này Sài Gòn Đà Lạt tại Hoa Kỳ mọi điều tốt lành. Xin Chúa ban cho các anh các chị cũng như là quý khán thính giả và gia đình nhiều ân lành của Chúa. Xin Chúa ghé mắt và đoán thương, và xin Chúa ban cho những ơn cần thiết để chúng ta là người Việt dù ở đâu chúng ta cũng hợp lòng hợp ý và cùng sát cánh với nhau, để chúng ta những người có đức tin sống đức tin, và chúng ta cùng là những người đồng bào với nhau, chúng ta quan tâm tới vận mạng đất nước của chúng ta, đến tương lai con cháu của chúng ta. Một lần nữa hết lòng cảm ơn anh Phan Đình Minh và quý khán thính giả trên chương trình Cánh Đồng Mây của đài Sài Gòn Đà Lạt. Thưa cha, mình tâm tình vào những ngày cuối năm, cha biết thời gian rồi cũng sẽ qua đi, mọi cái đều sẽ qua đi, danh vọng, quyền lực, tiền tài, đảng, nhà nước, đảng vinh quang, vân vân và vân vân. Cuộc hành trình dương gian, cuộc hành trình nếu người Cộng sản Việt Nam muốn đi tìm hạnh phúc cho họ hay cho dân tộc, chính là cuộc hành trình đi tìm lại bản thân đảng, bản thân của đảng viên mình. Mà bấy lâu nay đảng Cộng sản đã đánh mất, hay nói đúng hơn, đó là một nỗ lực gột rửa những lớp bụi bẩn đang bấu víu vào những con người Cộng sản, để những con người này trở về với chính mình, sống cuộc sống theo mình, theo cách thức chân thực và hoàn hảo nhất. Cái tôi của chủ nghĩa Cộng sản, cái vinh quang của Đảng Cộng sản nói chung, cái tôi của con người chỉ là tạo vật, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, thưa cha. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn Linh Mục Nguyễn Văn Toản đã thức khuya và kiên trì chờ đợi cho Linh lên đường dây được. Kính chúc cha một mùa Giáng sinh an lành, còn 2 ngày nữa năm mới 2019 sẽ đến. Chúc cha đáng mến được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa đến với cha. Đừng sợ cha Nguyễn Văn Toản, đừng sợ. Có Chúa trong chúng ta mà. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Nguyên Hoàng, anh Huy Trần, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh và hệ thống Facebook của Người Lính Già Vĩnh Long đã mang chương trình là đi toàn cầu. Cũng trong tâm tình đón mừng Giáng sinh vui và đón mừng xuân mới, chúng tôi một số anh em tại thành phố này đã tổ chức một buổi gây quỹ để giúp những người đã dám đốt mình trước vận mệnh quốc gia và nhân dân. Mục đích để giúp gia đình của các anh em đang bị tù, cũng như những người đã bị tù và vẫn còn tiếp tục cho tranh đấu cho dân chủ. Buổi gia tiệc sẽ được tổ chức tại nhà Quốc Hương, địa điểm
3112 North Jupiter Road, thành phố Garland, Texas 75040 vào lúc 6:30 chiều. Hòa thượng Thích Tịnh Đức chùa Đà Quang sẽ cầu nguyện cho ngày này, trong ngày này quốc thái dân an và sớm được tự do dân chủ. Tiến sĩ Cù Hy Hà Vũ và luật sư Dương Hà sẽ đến thuyết trình về tình hình đất nước và tình hình của ông bà phải thi nạn tại đây. Xin liên lạc với anh Quan Hưng, số điện thoại 214-558-3888, anh Lê Thành Có, 972-408-5043, hay tôi, Phan Đình Minh, 214-707-9699. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc, và một năm mới tràn đầy sự cát tường. Xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Văn Toản. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Văn Toản. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong tim bao nhiêu ân tình.